Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán tổng hợp sản xuất thương mại. Khi tham gia khóa học này, các bạn sẽ được hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán gồm hai lĩnh vực: thành thạo mọi nghiệp vụ định khoản hạch toán chi tiết, thành thạo việc lập định mức tính giá thành đối với công ty sản xuất và quy trình hạch toán đối với mảng thương mại. Các nội dung chính trong khóa học đối với công ty sản xuất thương mại bao gồm 3 nội dung: các nội dung liên quan đến đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và báo cáo cuối kỳ. Ở nội dung đầu kỳ hướng dẫn cho các bạn nhập các số dư, bao gồm tạo và cập nhật các tài khoản trên bảng cân đối tài khoản của năm cũ chuyển sang đầu năm hạch toán. Các nội dung liên quan đến phát sinh trong kỳ. Đối với công ty sản xuất và thương mại, ở mảng sản xuất hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc hạch toán các hóa đơn mua nguyên vật liệu, các hóa đơn mua và ghi tăng công cụ dụng cụ, lập hồ sơ hạch toán bán và thanh lý tài sản cố định hoặc điều chỉnh tài sản cố định sang công cụ dụng cụ vì các lý do khác nhau, lập các hồ sơ liên quan đến lương bao gồm bảng chấm công, bảng lương lập hợp đồng và đồng thời hạch toán lương cho các bộ phận sản xuất. Đối với mảng thương mại, phân loại hóa đơn mua vào bán ra, công cụ dụng cụ và mua mới tài sản, cách tính và phân bổ lương cho bộ phận văn phòng. Nội dung cuối cùng, hoàn thiện kiểm tra các tài khoản trước khi lên báo cáo tài chính, lập kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng hàng quý theo quy định, tính giá thành phân bổ chi phí chung như chi phí liên quan đến tiền lương, chi phí sản xuất chung mua ngoài, chi phí phân bổ công cụ khấu hao tài sản cố định, lập một bộ báo cáo tài chính đầy đủ và hướng dẫn chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản khi lên báo cáo tài chính. Sổ sách là bước cuối cùng trong khóa học này để hướng dẫn các bạn in và lưu giữ chứng từ sổ sách kế toán một cách khoa học khi thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung khi tham gia khóa học đối với mảng sản xuất thương mại. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn phương thức học phù hợp bao gồm tự học, một giáo viên kể một học viên, lớp online và lớp tập trung. Và đặc biệt là các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web riêng kế toán viethung.com. Điểm nổi bật khi các bạn học trên giáo trình online, mỗi một chứng từ, một hóa đơn là một video hướng dẫn chi tiết từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm kế toán MISA hoặc trên chính chứng từ thực tế của công ty mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến hotline số 0988680223.